Panasonic SB-D50. Kích thước của cặp loa này như sau: chiều cao là 55 cm, chiều ngang cả hai loa là 60 cm trên hai loa, tức là chiều ngang một loa như vậy là 30 cm, hậu sâu 30 cm. Loa 3 đường tiếng bass là 23 cm, màng carbon gân giải tẩm dầu những cái quyền xung quanh của loa nè, còn sáng con rất là đẹp nha. Panasonic SB-D50, công suất loa 120W một thùng, 240W trên cặp loa, trở kháng của loa là 6 ohm, loa 3 đường tiếng. Cặp loa này ghép tốt với amply size trung hoặc là size đại hay là size lẻ đều ok, từ 25cm đến 42cm đều phù hợp. Công suất amply là từ 100W đến 200W là ghép tốt với cặp loa này. Bây giờ em sẽ quay góc cạnh mặt sau của cặp loa cho mình tham khảo. Hình thức loa còn tương đối khá đẹp. Lần này đánh rất là hay nha, nghe nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen đều ok. Mình đang nghe nhạc không lời, chút xíu em sẽ tiếp nhận có lời và remix cho mình tham khảo hết chất lượng âm thanh của cặp loa này nha. Và bên này, là amply lọc đến từ thương hiệu Panasonic, model là Panasonic D50. Công suất amply là 135W, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V. Trên amply này mình có thể chỉnh được ba lăng, cắm micro, cắm headphone. Đây là chỉnh được sụt rao, tức là amply này mình có thể ghép được 2 lo hoặc 4 lo một lúc đều ok. Khi ghép 4 lo như vậy mình sẽ chỉnh được sụt rao tạo hiệu ứng. Và đặc biệt trên amply này có ngõ optical dùng giải mã DAC để mình dùng nghe nhạc xem nguyên hoặc là mình hỗ trợ karaoke đều phù hợp. Đây, đây giải mã thì nó có 3 tần số là 32, 44 và 48 kHz. Em đang cho giải mã ở 48 kHz ở tần số rộng. Và rất là nhiều tùy chỉnh. Đương nhiên rồi, kết nối với thiết bị rời hoặc là điện thoại, TV, máy tính thì ok. Và các bác có nhu cầu gắn thêm vào Bluetooth vào trong amply thì liên hệ, em sẽ nhờ thợ gắn Bluetooth cho mình. Gắn Bluetooth rất là tiện nha, mình có thể bật điện thoại, laptop, máy tính hay những thiết bị nào có sóng Bluetooth là mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần kết nối dây nhỏ rầm rà. Mình nghe qua Bluetooth và nghe qua Max TV để giải mã là ok. Và trên này là thất lọc âm laser, mình có thể chỉnh được bass trên mic qua tần số lọc từ 63Hz cho tới 12.5kHz, giải tần rất là rộng. Mình tha hồ chỉnh bass trên mic và đèn nước nhẹ rất là đẹp nha. Tất cả đều là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, em đảm bảo nguyên bản nguyên zin. Cặp loa này có giá bán là 2.800.000 và thất lọc amply em bán với giá là 3.500.000. Các bác có thể chuyển đủ hoặc cộng đều ok. Mình có thể cộng trước 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100% đều được. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok. Và thất lọc này với amply này sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng dây AV, nên mình có thể tách thất lọc riêng để mà ghép cho thất khác được. Hiện tại em đang bán combo chung như vậy, chưa có nhu cầu tách lẻ lọc ra khỏi amply nha. Amply thì có giải mã, chỉnh được sụt rao, kết nối được 4 lo, một công suất tương đối khá lớn, 135W, trong khi đó lọc này mình chỉnh được bass trên mic, làm cho chất lượng âm thanh hay hơn nữa, chất lượng hơn nữa. Và cặp loa này rất đẹp, đáp ứng tiêu chí để mình nghe nhạc. Các bác có thể mua trọn bộ như vậy với giá là 6 triệu, hoặc là mình mua lẻ cặp loa 2.8 triệu và lọc và amply là 3.5 triệu. Bây giờ em sẽ quay mặt sau của amply và thất lọc cho mình tham khảo. Đây, Panasonic D50, hàng nội địa Nhật, made in Japan, sử dụng nguồn điện 100V. Và dưới amply này rất là nhiều ngõ in out. Các bác có nhu cầu là gắn Bluetooth thêm vào cái amply này là nghe khỏi chơi nha. Bác sống rất là xa và rất là tiện lợi. Và trên này là hai ngõ sub out để mình có nói sub điện rời, tăng thêm dạy âm trầm. Và có ngõ sụt cao giống như em nói. Đây là hai lo chính và hai lo sụt ra, có thể đánh được 4 lo cùng một lúc. Và công suất amply là 135W, hàng nội địa Nhật, made in Japan, sử dụng nguồn điện 100W. Công suất maximum của nó là 148W. Đây, tổng thể mặt sau của amply và lọc. Bộ dàn này rất là chất lượng nha. Các bác có thể mua lẻ hoặc là mua chọn combo như vậy, chỉ có 6 triệu thôi. Mình đã có một bộ dàn hay như vậy rồi. Em đã đến nhà có lời nhặt vàng cho mình tham khảo rồi nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xứ hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước 500.000. Nếu mua 2 sản phẩm thì cọc 1 triệu giúp em, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu.
hoặc chuyển đủ đều ok. Và cuối cùng mình sẽ test nhạc remix rồi em xin kết thúc clip. Oh, me.